Còn tại thành phố Vũng Tàu, dù thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội như một số địa phương khác trong cả nước, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, người dân Vũng Tàu cũng tự ý thức được việc hạn chế di chuyển ra ngoài, đến nơi công cộng khi không thật sự cần thiết. Trên các tuyến đường vốn đông đúc người qua lại, nay nhịp sống của người dân trở nên chậm rãi, phố xá vắng vẻ hơn nhiều so với những ngày thành phố chưa xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những tuyến đường vốn đông đúc, nhộn nhịp người qua lại của thành phố Vũng Tàu như Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, đường Chen Viễn, dịp cuối tuần này khá vắng vẻ. Nhiều cửa hàng trong thành phố treo biển tạm dừng kinh doanh hoặc chỉ bán mang về. Chấp hành nghiêm lệnh tạm dừng tắm biển để phòng chống dịch, các khu vực bãi tắm không một bóng người. Những ai đi ra đường đều chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ. Sáng vắng lắm, không có người lắm, ít có người lắm. Bây giờ ta đi thưa thớt chừng khoảng 5-3 người, 1-2 người vậy thôi chứ không có nhiều. Do thành phố Vũng Tàu liên tục xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, nên việc người dân tự giác chấp hành các quy định phòng dịch không chỉ bảo vệ an toàn cho mình, gia đình mà còn giúp chính quyền đỡ vất vả. Không khí phố biển tuy có ngưng động, trầm lắng, khác lạ, nhưng với nhiều người, đây là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thì tôi thấy là đường xá cũng không có đông đúc, người ta cũng ý thức được là cũng tránh nên những điều không cần thiết cho bản thân. Thành ra tôi thấy Vũng Tàu này thì rất là hay, nói chung là đời sống với cách người ta chống dịch là tốt. Chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, người dân thành phố Vũng Tàu đã tự động giãn cách nhưng không giãn lòng. Bởi còn đó rất nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh hay động viên lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm nỗ lực dập dịch vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nhịp sống thành phố có chậm đi một vài nhịp nhưng rồi sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại.